tỷ phú công khai xây chùa, về sau âm thầm biến thành nghĩa trang gia đình. Tỷ phú Lý Gia Thành đã bỏ ra 290 triệu USD và 10 năm để xây dựng chùa Tử Sơn tại Hồng Kông, có phải chỉ để làm việc thiện và tích đức? Lý do nào mà ngôi chùa này lại có quy định đặc biệt rằng không nhận hương từ các tín đồ? Những gì mọi người nhìn thấy là người nghèo đến chùa thắp hương thờ Phật, người giàu mạnh tay chi tiền xây chùa để tích đức và làm việc thiện cho mình. Thế nhưng, nhiều đồn đoán cho rằng, mặc dù bên ngoài là một ngôi chùa, nhưng đây thực chất là một lăng mộ tư nhân, bởi ngôi chùa này nằm ở vị trí long mạch với bố cục phong thủy hàng đầu ở Hồng Kông. Rốt cuộc, sự thật là gì? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết video ngày hôm nay. Tỷ phú Lý Gia Thành chi số tiền khủng xây Tử Sơn Tự. Lý Gia Thành là tỷ phú người Hồng Kông, sinh ra tại Quảng Đông, Trung Quốc, khởi nghiệp đầu tiên với ngành nhựa, về sau trở thành nhà bất động sản có tiếng tại Trung Quốc. Ông từng đạt nhiều giải thưởng và được Nữ Hoàng Anh trao tặng quân hàm KBE vào năm 2000, hiện đã về hưu. Không chỉ là người giàu nhất Hồng Kông, Lý Gia Thành còn là một Phật tử sùng đạo trong nhiều năm, và thậm chí ông đã chi 290 triệu USD để xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa đó là Tử Sơn Tự, có diện tích hơn 46.000 m² ở quận Đại Bộ, Tân Giới, Hồng Kông. Nơi đây hiện là ngôi chùa hiếm hoi ở Trung Quốc, không thu phí thắp hương. Hàng ngày ngôi chùa này giới hạn chỉ tiếp đãi khoảng 400 du khách hành hương. Nếu bạn thành tâm đến lễ Phật, chỉ cần mang theo một chai nước khoáng. Đối với Lý Gia Thành, việc chi một số tiền lớn như thế để thỏa mãn mong muốn vẫn là chưa đủ. Một nhà đầu tư như ông ấy chắc chắn đã sử dụng số tiền một cách khôn ngoan, đúng mục đích. Vậy, mục đích này là gì? Chùa Sơn Tự phải mất 10 năm để xây dựng. Các tòa nhà và khu vườn xung quanh núi hướng ra biển đều mang phong cách thời nhà Đường. Mái ngói của chính điện đều là gạch bạc nhập khẩu từ Nhật Bản. Gỗ được sử dụng trong chùa là gỗ cẩm lai nhập khẩu từ châu Phi. Bệ hoa sen của 3 bức tượng Phật khổng lồ trong điện đều được mạ vàng 24K. Bức tranh trên tường có nguồn gốc từ hang động Mạc Cao ở Đôn Hoàng, là bản sao của tranh Di Lặc, Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Có thể nói, toàn bộ ngôi chùa toát lên vẻ sang trọng nhưng khiêm tốn. Thêm kiến trúc phù hợp tạo nên bầu không khí rất thiêng liêng. Điểm khiến người ta chú ý là trên thực tế, tượng Quan Âm cao 76m ở ngoài trời, đối lập với tượng Phật Thiên Tân ở Đại Nhĩ Sơn. Đây cũng là tượng Quan Âm cao thứ hai thế giới, sau tượng Quán Thế Âm hướng ra biển ở Tam Á, đảo Hải Nam. Tượng Quan Âm màu trắng tinh khiết này được làm bằng hợp kim đồng, phủ một lớp sơn trắng chống thấm để nước mưa có thể tự động rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt, duy trì sự linh thiêng mà không cần bảo trì trong 200 năm. Điều đặc biệt nhất ở bức tượng Quan Âm này là chiếc bình trong tay Quan Thế Âm Bồ Tát hướng xuống dưới, tượng trưng cho sự quan sát nỗi đau khổ của mọi chúng sinh trên thế giới. Cho nên tại đây có một quy định độc đáo là không thu phí thắp hương và chỉ nhận những tín đồ dùng nước tinh khiết đến dâng lễ. Có thể nói, khung cảnh của chùa Tử Sơn quả thực vô cùng trang nhã, không giống một ngôi chùa mà giống một trang viên riêng hơn. Trong sân còn có một phòng thiền tên là Duy Ma Thức, đúng hơn là một phòng thiền chống đạn. Nó được chuẩn bị đặc biệt cho tỷ phú Lý Gia Thành. Mặc dù chỉ có 2 tầng nhưng lại được trang bị thang máy. Sàn và tường được gắn tấm thép dày tới 2cm, có thể chống chịu bom đạn. Người bên ngoài tuyệt đối không có cách nào vào được. Những điều này có ý ám chỉ rằng bí ẩn phong thủy đằng sau chùa Tử Sơn thực sự không hề đơn giản. Bí mật phong thủy của chùa Tử Sơn. Như một số lời đồn mà Tâm Linh Cuộc Sống đã nhắc đến ở đầu video, chùa Tử Sơn được xây dựng bởi tỷ phú Lý Gia Thành liệu có thực sự là một sự sắp xếp phong thủy để bảo vệ sự nghiệp gia đình Lý Thị? Xét theo vị trí toàn bộ ngôi chùa Tử Sơn có thể thấy, đây là một bố cục tiêu chuẩn Bắc Nam, không chỉ quay lưng vào Bát Tiên Lĩnh mà còn hướng tới Vịnh Thuyền. Người xưa nói rằng, nơi nằm ở thế tựa núi nhìn sông là một nơi phong thủy tuyệt vời. Khi chính phủ Hồng Kông bán đấu giá khu đất này, nó bị cấm sử dụng vào mục đích thương mại. Tuy nhiên sau đó Lý Gia Thành đã đưa ra lời đảm bảo tuyệt đối, cùng hơn 70 triệu để mảnh đất này đứng tên mình. Khi xét thấy phong thủy của khu đất này rất tốt, ông đã quyết định xây chùa. Lý Gia Thành đã mạnh tay chi 1,5 tỷ đô la Hồng Kông để đầu tư. Theo đó, dưới sự mở đầu của Lý Gia Thành, nhiều người giàu có ở Hồng Kông cũng quyên góp tiền cho chùa Tử Sơn. Chùa đã nhận được khoản đầu tư gần 3 tỷ nhân dân tệ, nên không cần thu phí vào cửa hay phí thắp hương. Vì vậy, chùa Tử Sơn chủ định không giống như những ngôi chùa nổi tiếng khác, không nhận tiền phí. Nơi đây chỉ giống như một trang viên riêng để tiếp đón du khách hành hương. Bố cục của chùa Tử Sơn
được chia theo trục trung tâm và hoàn chỉnh với Thanh Long bên trái và Bạch Hổ bên phải. Thanh Long cư trú trong phía đông, mang hàm ý sở hữu. Bạch Hổ đóng vai trò vị thần sát phạt nằm ở phía tây, nhằm xua đuổi tà ma và tai họa đất đai. Khi nhìn theo hướng đất, thì hữu Bạch Hổ không nên cao hơn Thanh Long, vì khí thế của Bạch Hổ ngẩng đầu quá cao sẽ lấn át Thanh Long. Đà tăng quá cao sẽ trở thành điểm xấu, nên vị trí của Thanh Long phải cao hơn Bạch Hổ. Điều đặc biệt là vị trí Thanh Long ở chùa Từ Sơn rất tốt. Tuy tượng Quan Âm cao 76m, nhưng vị trí của Bạch Hổ đều là kiến trúc thấp. Điều này giúp ngôi chùa không chỉ đạt được sự cân bằng hoàn hảo, mà còn tạo ra địa thế rồng quy tụ. Phía sau chùa Từ Sơn là Bát Tiên Lĩnh. Long mạch này bắt đầu từ núi La Phủ ở Quảng Đông, đi qua Đông Quản, Thâm Quyến và Hồng Kông, cuối cùng kết thúc ở Bát Tiên Lĩnh. Con rồng xanh uốn cong sâu trong nước, đi qua các huyệt đạo chính và bao trọn vùng nước trời ban ở giữa. Nước này tượng trưng cho sự phú quý và thịnh vượng. Rõ ràng điểm mấu chốt quan trọng nhất của chùa Từ Sơn chính là thủy. Trùng hợp là hành thủy rất hợp mệnh với Lý Gia Thành, nên ông đã xây dựng một bức tượng Quan Âm tịnh thủy khổng lồ bên ngoài ngôi chùa, mặc dù phải tiêu tốn một số tiền rất lớn. Toàn bộ ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ cẩm lai nhập khẩu và quy định các tín đồ chỉ được sử dụng nước tinh khiết để lễ Phật. Thực tế, để phù hợp với phong thủy, khách hành hương nên dùng gáo gỗ do chùa cung cấp để lấy nước từ dãy bồn nước bằng xô. Sau đó đi bộ đến bể lớn dưới chân tượng Bồ Tát và đổ trực tiếp vào đó. Khi hoàn thành nghi lễ này, các tín đồ sẽ mang lại sức sống và may mắn cho bản thân. Ngoài ra, nước sinh hoạt có thể phát huy tài lộc và giúp ích nhất định trong việc cải thiện may mắn tài chính. Kho báu Phật giáo bên trong Từ Sơn Tự. Chùa Từ Sơn chính thức hoạt động vào ngày 15 tháng 4 năm 2015. Bản thân Lý Gia Thành khẳng định chùa Từ Sơn được xây dựng dành riêng cho người dân Hồng Kông, với mục đích ban đầu là để quảng bá Phật giáo mà không phải là khu vườn riêng của Lý Gia. Tuy nhiên, vẫn chưa ai biết mục đích thực sự của việc ông hạn chế tiếp đón và ý nghĩa đặc biệt đằng sau việc ngăn cản người dân thắp hương cúng Phật là gì. Bố cục phong thủy hàng đầu ở Hồng Kông hiện nay chính là chùa Từ Sơn của Lý Gia Thành. Có tin đồn rằng, mặc dù bên ngoài là một ngôi chùa, nhưng đây thực chất là một lăng mộ tư nhân. Vậy những lời đồn này có đáng tin hay không? Xét về bố cục phong thủy, ở giữa chùa Từ Sơn có một bảo tàng Phật giáo. Đây là vị trí chính của phong thủy trong toàn bộ chùa mà bất cứ ai đã từng đến chùa Từ Sơn đều có thể nhìn thấy. Bản thân quy hoạch, thiết kế và xây dựng chùa không những hoàn hảo, mà nơi đây còn lưu giữ một số lượng lớn kho báu Phật giáo, cũng như các bức tượng và đồ cổ vô giá được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Những bảo vật Phật giáo này tồn tại từ thời Nam Bắc Triều, thời Bắc Ngụy đến thời nhà Thanh. Mỗi bức tượng Phật đều được bao bọc bằng một hộp thủy tinh không chỉ chống đạn mà còn tạo ra hiệu ứng độ nét cao. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất là phản ánh đẳng cấp trong cộng đồng phong thủy Hồng Kông. Không thể phủ nhận cách bố trí của địa điểm và cách xử lý phía trước cổng núi là một quy hoạch rất thành công. Vị trí của bảo tàng này nằm dưới tượng Quan Âm. Nói một cách đơn giản, toàn bộ ngôi chùa đều được trang trí hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng không ai có thể chạm vào. Cư dân mạng gọi đây là kho báu nhà họ Lý. Sự thật phía sau những lời đồn thổi. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, Lý Gia Thành khi đó 96 tuổi đã ngồi xe lăn đến chùa Từ Sơn để cầu phúc. Có thể thấy, lúc này dấu hiệu lão hóa của Lý Gia Thành đã dần hiện rõ. Lưng ông không chỉ khom mà mái tóc cũng đang dần mỏng đi, mặc dù ông là một tỷ phú sở hữu tài sản ròng hàng trăm tỷ đồng. Vậy nên, dù người giàu đến đâu khi đối mặt với quy luật sinh lão bệnh tử cũng không thể làm được gì. Tuy nhiên, họ lại có thể trì hoãn sự lão hóa đến mức tối đa, thậm chí là thay đổi góc độ của cái chết. Như vua sòng bạc Ma Cao, Hà Hồng Sân vô tình ngã và bị thương ở đầu khi ông 84 tuổi. Vụ tai nạn này khiến ông suýt mất mạng, nhưng may mắn thay, ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã cho ông một mạng sống bằng cách tiêm thuốc kéo dài trị giá 1.000 USD mỗi ngày. Mỗi ngày phải chi hàng trăm triệu đô la, mọi người đều thấy rằng mọi cố gắng chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Nhưng không ai có thể ngờ rằng điều kỳ diệu sẽ thực sự xảy ra. Với sự giúp đỡ của vận mệnh, ông có thể sống đến năm 2000 và qua đời ở tuổi 99. Tỷ phú Lý Gia Thành rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe. Từ năm 70 tuổi, ông đã sử dụng nhiều loại thuốc chống lão hóa. Đó là một trong những loại thuốc rất có giá trị, khi mỗi viên có giá lên tới 1,6 triệu tệ nhờ tác dụng vượt trội của nó. Lý Gia Thành cũng đã đầu tư vào nhiều công ty công nghệ sinh học với số tiền hàng trăm triệu nhân dân tệ. Đây có thể là lý do khiến ông chưa bao giờ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Cho nên bên ngoài có câu nói, Lý Gia Thành bỏ ra 290 triệu USD để xây chùa từ thiện,
thực chất là dùng phong thủy để tích đức, kéo dài tuổi thọ cho mình. Thực sự nếu Lý Gia Thành đã nói, thuần túy là để làm việc thiện, vậy tại sao không dùng 3 tỷ xây nhà ở giá rẻ để cung cấp cho những người không có nhà ở? Công đức này chẳng phải càng lớn và trực tiếp hơn sao? Kỳ thực việc xây dựng ngôi chùa này còn có một ý nghĩa khác, đó là giúp ông xoa dịu lòng mình. Bởi vì Lý Gia Thành rất tin vào phong thủy. Bây giờ khi đã ở tuổi gần đất xa trời, ông cũng muốn tìm một mảnh đất phong thủy tốt làm nơi âm trạch, bảo vệ con cháu nhà họ Lý và công việc kinh doanh của gia tộc. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.